Mỹ Châu đọc trước nào, xong điền đáp án vào nào, để chờ chờ tôi mở cái đáp án đây ra. Đó, không, em đọc phần này nào. Ừ. Cái gì vậy? Em mỗi một bài em luyện đọc rất là nhiều mà sao đọc cũng dở lắm. Đây em đọc nha. À, yu yan zi wen xue chuo pin de yi chong ti chai. Zhe lei chuo pin tong chang gui gui yong san wen ti xie de juan dan de gu shi. 监狱或教会的寓意，因而称为寓言。寓言借预示寓言Trăng,的重要特cái này点。đọc là trăng quẩy, trăng quẩy vì diễn.称为啊，称为寓言gọi là ngụ ngôn Ừ, đúng rồi. à。借预示寓言的重要特点。它向读者暗示寓言所蕴含而未直接表露的思想。Điền vào 24, 24 đáp án là gì? À, bao nhiêu nhỉ? Alo? 25 là A đúng không? 25 là Y đúng không? 有时也采用，Ừ.对，实Nhiều体形sư式，sư thị sinh sự.实体形Mỹ Châu式。điền nhầm rồi, Mỹ Châu ơi. Câu A, câu 25 là A mà thầy. À, 24, À, 2 25 là A đúng rồi ạ. Em 25 chỉ đọc đến là 25 mà thầy. A. À, 25 À, rồi, em đọc ok. cái 25 Em phải đọc số lên nhá. A Dạ su. hả? Ừ. À, rồi rồi, em biết rồi, lần sau đọc số. Ta như diễn tờ 作者有时会在故事的开头或结尾点，出题材。26答案是 D 啊。寓言的情节通情常节，高度集中，情节，情节高度通常高度集中，人物少，并大量。运用拟人或手那法，拟人化手法。拟人嘛，你了拟，拟人化手法，动物、植物都可以成你为，你的话你人话em đọc sai từ khoa không phải sai từ nỉ nỉ啊，化，拟人化手法。花科技啊，动物、植物都可以成为寓言的主人公啊。也通来黑懂哈喽。có em đi chứ. Chuyện ngụ ngôn là thể tác phẩm văn học. Loại hình tác phẩm này thường thể theo văn xuôi, viết thành câu chuyện ngắn, có lúc cũng áp dụng hình thức thơ, đa số có ý châm biếm. Lời khuyên hoặc ngụ ý giáo huấn gọi là ngụ ngôn. Ẩn dụ là đặc điểm quan trọng của truyện ngụ ngôn, còn hướng cho độc giả những ám chỉ trong truyện ngụ ngôn nhưng không bộc lộ trực tiếp. Nhưng tác giả truyện ngụ ngôn cũng có lúc đưa ra chủ đề ở cái câu này nhé. Em dịch đại à, đầu hoặc cuối câu chuyện. Cốt truyện của mỗi truyện thường có tính tập trung cao và nhân vật vận dụng rộng rãi thủ thuật nhân hóa. Động vật đều có thể là nhân vật chính của truyện ngụ Ừ, trở thành nhân vật ngôn. chính, chủ đến cung. À, Ừ, trở thành à chuẩn về rồi tiếp chủ hắn học rất đúng tốt đấy. không Ừ. chính ơi, cả ngày em ngoài đều làm việc giao ôm cuốn sách không á này. Yến chê chu sư yếu rèn mình chuyển chung sự yếu rèn mình sư chính chung. Ừ. sư yếu rèn mình chuyển chung khẩu thấu trang chua hở liều chóng tờ tung tung gu gu sư yến biên ở lại
范文故事集五卷书就记录了大量的古代寓言。27的答案啊，B 一所寓言300余篇，是希腊寓言作品的汇集。他对欧洲的寓言中作产生了深刻的影响。以后，著名的著名朱著提莫，名著啊，名的著名的作家。相继写作寓言，如古罗马作家费作德鲁家，斯，如古罗马作家菲德鲁斯。古罗马作家啊，这道内呢，古这几作家的古欧洲啊，费德鲁斯，法国人。诗人，法国诗人雅特拉芬丹28啊，答案是 C，德国家克作雷家，尼德国弗，作家，俄国作家克雷洛夫等，啊，洛夫那就等了等，等了，纷纷。近视呀啊，近视在世界各国。涌现了很多，寓言作家创作的题材也是具广泛，也日趋广泛。是具广泛。答卷丁凡，给你了五卷书了，五卷书还在。Quyển sách có 5 quyển, ngũ quyển thư cũng được, em đọc là ngũ quyển thư cũng được. Ghi lại một số lớn truyện ngụ ngôn cổ đại Cái hơn câu đầu ba trăm tiên nó bài chưa dịch truyện. à? Chuyện ngụ ngôn ban đầu là do làm sao? Truyện ngụ ngôn ban đầu là được sáng tác bằng kiểu như truyền miệng hả thầy, miệng của À, người dân hả, thì giữa miệng của quần người chúng dân. à, và câu chuyện động vật lưu truyền phát triển Đúng rồi, câu và các câu chuyện chuyện phát và triển. các cái diễn biến câu chuyện động vật lưu truyền trong dân gian của cái từ mín chung đấy. Tập truyện ngụ ngôn tiếng Phạn ngũ huyền thư ghi lại một số lớn truyện ngụ ngôn cổ đại hơn 300 bài của cái này là Aesop không thầy? Tên riêng em Là tra từ Aesop điển nó là gì nhưng thì em đọc được cái đấy. là tập hợp các truyện ngụ ngôn Hy Lạp. Nó có ảnh hưởng sâu sắc đến việc tạo ra truyện ngụ ngôn ở châu Âu sau này. Tác gia nổi tiếng lần lượt viết truyện ngụ ngôn à sau này tác gia nổi tiếng lần lượt viết truyện ngụ ngôn như tác giả Phi Đức Lỗ Tư. Cái này em dịch theo tiếng tiếng Việt của mình à, của La Cổ Mã lạc Cổ, nhà thơ Pháp Lạp Phong Đan, nhà văn người Nga Khắc Loi Lạc Phu. Nhiều tác gia truyện ngụ ngôn xuất hiện ở nhiều nước trên thế giới. Đề tài sáng tác cũng ngày càng mở rộng. mở rộng phong phú lưu trí quảng phản đó. Ngồi mình không có thì mình cứ dịch theo Hán Việt thôi, còn từ điển nó viết gì thì mình biết đấy thôi. Hoặc tỉ mỉ hơn đấy thì em phải gõ chữ này lên Google thì nó mới ra được cái tên của cái người đó, gõ cái tên lên Google. Ví dụ nhá, phây tướng lũ sư, lúc em chưa dịch được từ phây tướng lũ sư đúng không, thì em chỉ cần gõ lên Google là phây tướng lũ sư. Đây, phải thời trang rồi luôn. Phây tướng lũ sư. Phây tướng lũ sư. Phây tướng lũ sư. Pai Đờ Rốt. Tên là Pai Đờ Rốt. Nó cũng không có cụ thể là tên là gì. Không được có tên tiếng Anh. Đó, nó tên Thầy chỉ riêng cho thôi. mình biết hai tác giả cũng không đưa ra thầy ạ. Của Củ Ích. Lúa Mã Chùa Xa Phê Tớ Lũ Lũ Sư, thầy đánh cả cái cụm ra xem nó ra không gì.
đây cái phây tướng Lǔ Sư ấy, thì cái tên của ông này là Platon, Platon có thể gọi là Platon Hadrut, nó giao dịch cái đấy thôi mà. Còn rú củ lúa mã cổ La Mã thôi, như là cái nhà tác gia của thời cổ La Mã là ông Patton Patron Patrus Thực ra là muốn đánh cho nó chính xác thì phải đánh cả cái cụm từ đấy là cổ cổ lúa mã chờ treo phây đứa lũ sư, thì đánh ra thì nó mới ra tên của ông được, vì là nếu mà đóng ông phây tứ lũ sư thì có lại có một số các âm khác nhau. Tác giả của Rome cổ đại ấy. đây Củ lúa mã là Rome cổ đại đấy, thì đây nó mới ra đó. tên của ông ấy được, bởi vì tên tên là người của Hy Lạp mà. Không, nó ra tên tiếng Anh đấy, Padrus đấy này, là cái cuốc lằng nhằng thật, ghi Vâng, từ nhưng tiếng mà Anh này. Ferret thì nó là tiếng Anh rồi, nhưng mà cái ông này là ông người cổ của Hy của Rome, là của thành Rome ra ấy. À, không, chúng ta không ghi chữ Rome nó cả, nó ghi chữ là cổ La Mã thôi, thì ta cứ dịch đúng là cổ La Mã. Đấy. Một tác gia của thời cổ La Mã. Đấy. Đó. Nói chung cái tên riêng này thì mình, vấn đề là khi mình đọc mình biết cái cụm từ nào là tên riêng là điều quan trọng, chứ còn mình đọc mà mình lại không biết là tên riêng thì tưởng là cái chữ gì đấy chạy theo dịch, như là La Phương Tản này, mình cứ dịch chữ La là kéo thì lại không không phải, đúng không? À, nhưng mà La Phương Tản là tên người. Ông này La Fontaine là ông La Fontaine đấy, ông nhà thơ của Pháp ấy, rất là nổi tiếng ấy thầy, La La Fontaine Fontaine. ấy. Ông này thì nổi tiếng thì không nói rồi, còn cái ông kia thì người căn bản là người cổ La Mã, thì cái tên của nó cũng khó mà La Fontaine đấy. cha nó phải thật sự là ra chính xác, hoặc tìm tiếng Anh ra được thì mới ra được. Có một số cái tên người nó không không được, Cụ nó thể. cổ rồi mình người ta cũng không, mình không tìm hiểu ấy. Nói chung là mình phải chơi cái mảng đấy cơ, chứ mình không dùng những cái mảng đấy, nhưng mình biết tên là được rồi. Mình đang học tiếng Trung là Như chính. cái người Trung Quốc là cái tên tên của người ta, cái phiên âm hết ra, như của mình là Darwin, với lại các nhà khoa học Darwin hay là Nó để Newton nguyên đệ vậy, nguyên, thì nó cứ phiên âm hết ra bố ai mà thực chất biết. là khi Nhưng mình mà đôi phiên âm như khi thế, xong đến lúc mà mình mình nói bằng tiếng Anh ấy thì nó nghe nó cũng không hiểu đâu, người Trung Quốc nghe ta cũng không hiểu đâu, nó khó thế, không hiểu từ cả hai phía, nhưng mà không hiểu mỗi riêng phía mình đâu, khi mình nói đúng thì người ta là nghe không nhưng mà hiểu. nói tiếng Anh thì nói tiếng người Trung Quốc người không hiểu, nhưng nói tiếng Anh thì nhiều người, cái tên ấy nhiều người người ta hiểu hơn, Thì đương nhiên lẽ tại vì nó ra cứ là phiên âm hết ra. nó phải viết thành tiếng Anh thì mới đúng. Người Việt Nam mình cũng phiên âm hết ra mà chị, ví dụ như chữ tivi thì người ta đọc tivi mà, nhưng mình đọc là Thôi tivi em ơi, cái phiên thôi. âm đấy thì nó lại tùy, nó Nó tùy, vẫn nhưng mà người Việt Nam mình đa phần là giữ sát với tiếng Anh hơn, nó gần hơn. rồi. Cứ bọn Trung Quốc người nó ra, ví dụ như là Coca-Cola của mình vẫn để nguyên, nó là khớp khẩu khờ lươn. Nói chung là Pepsi với cả là Tiger, tức là cái loại bia hay đồ uống Honda hay là Suzuki mình để nguyên, Pi nhưng mà Trung Quốc nó phiên âm hết ra. nó gọi là quá trình làm loạn kỳ ám hiệu Vâng. Thầy ạ, hôm nay mình mới một cái tên thằng Trung Quốc ấy, nó nói là Xi Cung Banh. Xi Cung Banh thì bố ai mà hiểu được, nó vừa nói là tiếng Sài Trung Gòn. nó lại còn vừa Xi Cung Banh là gì thầy? Thầy thầy thì nói xem HSBC, nào. HSBC Xi sao, Cung Banh đâu mà. Xi ngân Cung Banh hàng là Vietinbank à? không, ngân hàng Sài Gòn Trời ơi, đây. Sacombank, tôi xong nghe Đầu cái ngân hàng sao thương mà mại nghe cổ cái phần, âm, nghe đấy nghe là cái ngân âm hàng nhá, thương mại bọn Trung Quốc cổ đang phần nói. Sài Gòn, ngân hàng thương Thầy mại ơi. cổ phần Xi Si Cung Banh đúng rồi, Si Cung Cung ở Sài, Banh, Xi Cung Banh cơ mà. Si Trời Cung ở ạ. Sài Gòn mà. Thế nhưng mà các thầy cứ dịch như thế là không được. Cái dịch là gì, Dịch làm gì có ngân HSBC à? hàng nào Sài Gòn? Hình như HSBC Làm hay gì có sao ngân đúng hàng không? nào Sài Gòn đâu. Tại vì là em hỏi nó là lý trại nó gì ạ? Lý trại sao mà đi phải? Nó bảo là ủa trại Xi Cung Banh chén đẹp. Mà nó nói âm rất là khó nghe nhé. Tất cả những từ trước nghe đã rồi, nhưng mà Bắt nó Xi viết Cung còn ra, lại còn banh là tiếng Anh nữa chứ. đúng rồi, bắt nó viết ra. Thế là em bảo với nó là thì có thể dùng in huấn là mình sử số máy in kháng, thế nó vẫn cứ nói là Xi Cung Banh. Thế em về sau em đến em gặp nó, cân tham bàn trên bàn, giao chiếu tham bàn xỉa xe lái sử số À. số mà Xi Cung Banh, thế nó mới giải thích ra là
西宫以前是胡志明市，西宫是 Saigon，佢哋西宫 bank 西宫的 Saigon bank là ngân hàng，vậy là 西宫 bank là viết tắt của ngân hàng Sacombank。Sao công Sacombank là banh tiếng nhỉ? Anh thì nó phiên âm Ôi ra dạ là ôi. Sicombank. Em biết. Em dịch Sacombank đúng. nha, Sicombank thì là SC chính là Saigon Bank như thế ạ. Nghĩa là Sài Gòn rồi. Thế là Sài Gòn Saigon hay Company Sacom hả Bank. chị? Đúng rồi, Sacombank. Nếu mà tiếng Việt của chúng ta thì là gọi là ngân hàng Sacombank. Thế nhưng mà bọn Trung Quốc nó gọi là Sicombank. Chúng nó nói rồi còn nó lại nửa nửa Trung dùng nửa Anh đấy. Thế mình mới bảo là nì có gì dùng tha mà là mí sử. Thế nó cứ vẫn nói như thế. Thì thà thà nó nói là nó đọc tên tiếng Anh là Sacombank đi cho xong. Thế Chưa dùng sĩ là tại vì quan đằng đằng trước cái trung tâm đằng trước cái trung tâm thương mại á ở Phú Lý thì nó có mấy ngân hàng là Techcombank, Sacombank này, rồi là cái gì ACB này. Thế mình mới hỏi là nó đứng trước cái ngân hàng nào. Ui, đấy, nó nói như thế thì là sự chung của rắn á. nhưng mà tóm lại là cái âm của nó phát âm tiếng Việt thì không thể mê được thầy ạ. Bảo nó nói từ Việt Nam, nó bảo là Vịt Không phải đâu, con học vốn. Ngày Ngan. xưa tôi có thằng bạn, nó là người Trung Quốc mà nó có người yêu người Việt Nam, nên nó nói tiếng Việt không khác người Việt Nam luôn, không nhận ra đấy là người Việt Em Nam, cũng đấy ở là Quốc luôn. Phú Lý, Đấy rồi nhưng mà những cái bọn nó ở lâu rồi nó chẳng chịu học tiếng Việt thì thôi, thì nó đừng nói tiếng Việt để cho mình nhờ. Nó cứ nói tiếng Việt là mình cứ ngớ thì ra mình cứ thì ra cho dốt, thì nó thằng nào chẳng dốt, ôi mình luôn nói nó tiếng nói Trung từ mà mình nói sai thanh điệu người ta nghe đâu có hiểu đâu, nói chung do học cả. không thầy ơi. Nói tiếng Bồi nó khác, như mình nói là mình cũng nói là tiếng không phải tiếng Bồi rồi thì nó nghe nó dễ, chứ còn cái bọn nói tiếng Bồi thì nó cũng không thể nói sâu được, mà nói Đúng đơn giản thì bọn nó đều hiểu. rồi. Thế phải học là thế, kiểu gì chả phải học, để có ở Việt Nam mà không học thì vẫn không nói được tiếng Việt, ở Trung Quốc mà không học thì cũng không nói được tiếng Trung đâu mà. Nhưng mà ý là cái bọn mà nó học thì nó nói tiếng Việt rất là ok, nhưng mà nó không học, không thi thoảng nó chen vào cái từ tiếng Việt chứ nó không phải là chẳng biết là nó nói gì, Bạn Hằng nào bởi đọc vì tiếp cái âm tôi của nó lại còn non, nó nói lớ lớ chứ không phải là âm Bồi, cũng không phải âm gì cả. Khiếp, rồi, thế ok rồi. anh dùng tiếng Trung đi, nếu mà anh dùng tiếng Trung em không hiểu thì em còn hỏi anh giải thích thì anh còn dễ hiểu hơn là so với anh dùng tiếng Viết ra, nói chung là mình Việt. phải viết ra, đi phiên dịch thì phải viết ra nhiều cái nội dung quan trọng, không viết ra là không biết được đâu, không thể nghe được. Vâng, Rồi, tiếp theo, Hằng này. mình biết rằng, nhân loại của ngữ hiệu phù hiệu và các loài động vật của giao tiếp phương thức có cái bản chất khác biệt, Bản ví chữ chứ, dụ giao hàng, từ đó bản chữ chắc là do là bản em thấy địa chất. phương. Bản chữ là chi biệt. Tại em cứ quen cái phỉnh chữ thôi. Phỉnh Tiếng phỉnh Đài Loan chữ. nó cũng là một dạng tiếng địa phương mà, nên đôi lúc À, em quen thì vẫn đọc phần thôi. chữ. Phần chữ đã chi biệt. Ví dụ giao hàng, vũ đạo, giáo thi. Giáo thi. Rồi. Chi đá, chi đá. Đừng đâu sư động vụ đã giao chi phong sư. Đàn sư động vụ sang chuan xa theo nợ. Sư giao chi hay sư chính suy tờ biểu đá. Rần lây tờ yu yến chế câu chư yếu ơ chẳng xin thơ điển. Chi rần lây yu yến yếu yu yên si thổng hớ yu phả si thổng chơ lãng gờ chẳng chẳng miền đâu ý su lăng yếu xiên tờ chơi xào đàn vệ an trao y tinh tờ quê chơ quê chơ chủ hớ chỉ lái生成数量无限多的大单元，相反，动物的语言不能分解成单位，也谈不上结构。结构的二层性就更无从谈起了。人类语言具有能产的特点，人们能够运用有限的语言手段。通过替换，和组合创造出新的话语来，人们可以理解，说出从未说过或听到过的句子，
动物的语言只能表达有限的信息，它能传递的信息。信息呢？信息，它能传递的信息是固定的，有收支，基线，有收支基线定的是鸡，我就人。鸡个，有时候是鸡，是鸡。C 一，听明白的，X 一什么是的，是鸡，收司机，是鸡了，给听听。不是是鸡，只鸡呀，我后面就鸡了，就 C 吗？C 一吗？有收司是鸡。司机。哦，我哎，那把个第八呀，是鉴收定，支，哦，是鸡，变成不牢了，你听，是。那对对，C 有一收视基线盯的，，C 一嘞，还没呢。鸡嘞，它没的，啊，C 一提到的 X 一，刺啊刺刺，是鸡，是鸡先定的，刺基线盯的，人类语言是不收拾地环境线吃。限制，看这嘞，是啊，哦，cái từ này ở trên với ở dưới nó khác nhau ạ, đọc khác nhau ạ. đâu vẫn đọc có thế nhỉ, Ở let's. trên. Bên đông một từ này là ZHI thành 4 này, xen trừ này. Hạn chế. Động vật chớ bù rắn. Động vật của giao chi sư yếu tăng yếu sư yếu tăng sư đăng đi đợ. Cái này đọc là Tự chớ nhá. chi. Động vật chớ. chưa À, động vật chớ bù rắn. động物则不然，动物的交际是由当时当地的雉鸡是鸡，我就引起鸡，的。是鸡引起他的。一波没到环境先至上，No, 对没了 C 呀。E M 到的 X，是鸡，không phải là chữ chi. Đa phần mọi người hay đọc chữ C chữ chờ này, nhưng mà tùy từng lúc. Nó đi với chữ A mới đọc là chữ chờ, còn đi với chữ Y Thế đọc là xong chữ ở dưới chi. lại có cái chữ hàng dưới lại nhiều xiên chữ đấy thầy. Chữ này chữ trừ chữ khác mà. Khoản chiên khẩn xen trừ chữ này chữ khác mà. Con này chữ chữ À, khác từ 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 à vâng, hai từ này nó khác nhau. Ô giời mới nhìn ra. Rồi từ à. nào. Em hay cãi chồng lắm đấy. Ô giời em mới nhìn ra nó sai ở cái nét này. Nó Vâng. khác nhau hoàn toàn, nó có giống nhau Vâng cái gì vâng đâu, vâng tôi vâng. chả thấy nó giống nhau điều gì Em thấy nó giống nhau. cả.刺激引起的，是对具体，情景，具体情景啊，情景的感性反应，只能传递某种信息，既不能回顾过去发生过的事情，也不能，设想未来。蜜蜂发现蜜源，回来后会立即做出必要的舞蹈动作，可它从不为昨天的发觉而舞，也不猜测未来的发现，只有人类能用语言说古到今，表达深刻的哲理。哇！Chúng ta đều biết ký hiệu ở ngôn ngữ của loài người và cái cách giao tiếp của động物khác của động vật khác có cái điểm khác biệt, ví dụ như là hét hò hét, nhảy, dùng chân đá hoặc là đánh, vân vân, đều là cái cách để động vật giao tiếp với nhau. Nhưng mà động vật nhảy nhảy lên nhảy xuống thì sao? À, là giao tiếp hay là Có phải情là绪là tâm trạng cách để biểu biểu hiện đạt nữa. về tình cảm
trong giao tiếp có đúng không? Tình cảm trong giao tiếp, Ừ. ngôn ngữ của loài Ngôn ngữ của loài người. Cái gì đó? Kết kiểu cấu hai ngôn ngữ tầng. của loài người có đặc điểm hai tầng. Có hai tầng đặc điểm. Ngữ của loài người là có hệ thống ý là âm thanh và hệ Và thống ngôn ngữ hệ pháp. thống. Ở hai hai mặt của cái tầng này đều là dưới số lượng có hạn à? Đấy, Đều chính là đơn xác. vị nhỏ nhất Đơn vị nhỏ nhất và có giới của hạn về mặt số lượng. Đơn vị nhỏ nhất theo như có giới hạn về mặt số lượng theo cái quy theo tắc nhất như định, quy định theo cái quy tắc nhất định để tổ hợp thành. Alo alo. sinh thành cái số lượng dạ dạ Đã tạo ra sinh thành sinh cái số lượng tạo ra cái số lượng lớn trong cái à, số lượng có hạn này tạo ra cũng cái không hiểu đơn lắm. nguyên số lượng vô hạn, tạo tạo ra cái đơn nguyên của số lượng vô hạn. Đấy. Ngược lại Sang phản là ngược lại. Ngược à. lại cái ngôn ngữ của động vật thì lại không thể chia thành đơn vị, cũng không không nói được đến kết cấu. Nói gì đến Cái cái đặc tầng thứ tính hai kết cấu hai sang tầng, cái đặc tính kết cấu phản. hai tầng là ú súng thán chỉ, tức là vô vô Không thể tòng. không thể không, không cần nói đến ạ. Ừ. Không cần nói đến. Ú súng thán À, chỉ à? ngôn ngữ của con người. Ô trong tán chỉ ở dưới san sứ câu 30 cũng có giải thích vậy ạ. À đâu, câu 31 ạ. Căn bệnh mấy chưa với sư là Cơ không bản là không không tồn thể. tại cái điều này. Ừ. Vâng. Ngôn Ngôn ngữ ngữ của của loài loài người 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 đứng có những cái đặc đặc điểm. điểm tạo ra, có những đặc điểm có thể sinh ra đấy, nó Con cũng người chả. có thể vận dụng ngôn ngữ có hạn, ngôn ngữ có hạn thông qua thi hoan là trao đổi à? Vận Và vận dụng kết các hợp cái tạo phương thành pháp, từ từ, có thể vận dụng các cái phương pháp ngôn ngữ hữu hạn thông qua thay thế và tổ hợp để tạo ra những để tạo ra cái ngôn ngữ mới. Xin được khỏa từ khỏa từ khỏa ủy đấy là thoại ngữ đấy, để tạo ra những cái ngôn ngữ mới mà mọi người có thể hiểu được. Và nói ra có được thể nói ra cái câu mà từ trước đến giờ chưa từng nói, với xua của hứa thiên của chưa từng nói qua hoặc nghe hoặc qua đấy. là Và mọi người có thể nghe hiểu và nói ra được những cái cái câu mà từ trước đến giờ chưa từng nói câu từng hoặc nghe là nghe qua. qua đấy. Nhưng mà ngôn ngữ của động vật thì Nhưng có mà ngôn thể biểu đạt được cái tín hiệu có hạn. Cái ngôn cái tín hiệu mà nó truyền đạt nó là cố định, là có đặc tính là có hạn chế, giới nó có hạn định của cái sự kích thích, tức là kiểu nó bức xúc lên thì nó kêu thôi. Cái ngôn ngữ của loài người làm sao là không chịu cái sự hạn chế của mặt thời gian và địa điểm. Động vật lại không như thế. Cái cách giao tiếp của động vật là do làm sao? Là do cái sự kích thích tại cái thời gian địa điểm đó dẫn tới. Thì dịch đi, mỗi thầy dịch thì thầy giỏi mất. Có dịch. Hàng dịch được chưa? Hàng ơi. tôi chỉ thì là dạ Tôi để Mỹ em Châu dịch có đi, đọc hình như Mỹ Châu chuẩn bị rồi sao cho vâng Hàng dịch ấm ớ lắm, dịch em dịch trước ở nhà đấy chứ. Mỹ Châu dịch tiếp nữa thế nào? đoạn nào thầy Đây chữ sư, sư tuệ truy câu thỉ chính chỉnh tơ. thứ ba từ dưới lên ạ. Ừ. Câu thứ ba từ dưới lên
sự tẩy truy thủy chỉ Dòng thứ ba từ dưới lên, cả dòng sinh thứ phản năm. ứng là cái phản ứng Tình cảnh cụ cảm thể, tính dựa phản vào cái tình ứng cảnh cụ thể thì chỉ có thể chỉ truyền có thể đạt gửi đi các loại tín hiệu. một chỉ là một số tin tức mà không thể là nhớ lại những chuyện đã xảy ra, đúng không thầy? Đúng rồi. Không thể tưởng tượng tương lai. Khi con ong phát hiện ra nguồn mật, sau khi trở về sẽ lập tức thể hiện các bước nhảy cần thiết. Em dịch nó vậy, Đúng rồi. nhưng nó không bao giờ vì phát giác của hôm qua mà nhảy, cũng không khám phá tương lai. Trong tương lai chỉ có con người có thể dùng ngôn ngữ để diễn thiết cổ đạo kim, cái mà cái câu này Hán Việt nó là Nói thiết cổ chuyện đến nay ạ. Mà nói chuyện thiết cổ xưa chuyện đến nay, nay. từ xưa đến nay, biểu biểu đạt triết Đúng lý sâu sắc. rồi. Và tiếp em đọc đáp án đó. Cái này thì Hằng đọc đi. Ơ sư chậu, ơ sư chậu, rắn là gì yến, ngôn ngữ con người tan sữa ấy ạ. Nhiều chi trí trắng ta, tợ sơn chấn nướng lì. Có cái năng lực rất là lớn đó. Ừ. Là san sứ, trí tha tông hồ được trao chi phăng sự. Cách giao tiếp của các động vật khác, tán sư si, sư sâu, sư chi hậu, tất cả sinh phản ứng là chịu những cái kích thích để có thể phát sinh ra những cái phản ứng. San sư y, tia toàn hỏa xiên, Sứ sư ủy, ủy, sứ ủy. sư ủy,无从谈起的意思最可能是，但是 A 根本没这回事。32，人类语言符号和其他动物的交际方式，也有ngôn ngữ con người và giao tiếp của những động vật khác. Phương thức giao tiếp Tán sư của những đi ạ. động vật khác. Ừ. Yếu sư tự sinh đã chi biết. Vậy. Khác nhau hoàn toàn. Rồi, đọc con mèo nào xem nào. Chị Mai nào. Xẻo mấy. Khoáng khoáng. Xẻo mấy sự khoáng khoáng. Sư Liên Hoa sư phụ tha khẩn sĩ khoan mau. Mau. Giảng Em mau. căn chỉnh Liên Hoa sư phụ tú bảo. Mau mi, mau mi. Thầy Liên Nhật Hoa đọc sư phụ chúng thấu được đâu ở mê không? ở thinh tăng sơn nhị. Liên Hoa sư phụ khẩn sĩ khoan mau. Em cây lão sư em cây chỉnh Liên Hoa sư phụ tú một quan ý màu được khẩu ấy. À. Ủa chỉ là khởi sự bút chữ tao sư phụ thiên chân là mấy hiểu. Sư phụ trách khứa phang. Cảm ơn sư phụ trách khứa phang. Chắc sư phụ Tại đang bận sao không quanh chiến? rồi. Thôi chị Mai đọc đi, sư Nhật phụ hôm ơi, nay đi. bài này liên quan đến con mèo ấy thế này. Thầy Ok. Nhật, thầy Nhật đang đọc Sư kinh phụ sư phụ chân dài niệm chinh. rồi. Hay mấy khuyến in. Hấn sĩ hoan của hấn sĩ hoan của hấn alo cả nhà nghe thấy không ạ? Nhờ có Vâng. Ủa hấn sĩ hoan mèo hứa cẩu mèo. mèo mèo chứ tôi cứ đọc là mèo đấy nhà tôi đọc là Khoáng khoáng. Hoàng Hoàng sư y chư sư sợi ban đờ tà hoàng mau. Sư nè chén đờ sân chiêu. Ý cơ hẳn lặng đờ trâu mùa. Lưu cuộc. Nói qua chút rừng. Công ty, thính tao tả phong trung thoản lái, xiao mao ú lì đỏ, chào sông, cửa ngoài khẩn, khở lén, ố chẳng kể tha mái xìa râu trắng chứ này đã sứ ụ, chế của, châu ấy ị cha sang đèn tông mấy hiệu, ủa yếu, yêu chiếu tự chỉ, khẩn xẻ xin, lái khai chưa lý khai. Ỷ sứ tại đây gia lý nhân Sứ xiển, xả lý đạo vô ỷ tài. sứ xiển, Ỷ sứ xiển đây gia lý nhân xả lý đạo vô tài đại chúng vô hồi gia đạo chứng nô. Cơ sự chưa mấy chỗ chu ở chưa mấy chỗ chu đô yển. Ủa hãy sự tính là xa lái.
最终走向那只瘦弱的小猫，并把它带回了家。惶惶的到来，家里人都持反对意见，理由是这猫长得太难看，毛色不纯不说，还又脏又瘦，也不是什么名贵的品种，只有儿子欢天喜地，把黄猫看成了自己的小黄弟黄，弟。把黄黄。把黄黄看成了自己的小弟弟。黄黄出身贫苦，从不挑食。有时我们买下很贵的猫粮和罐头，它自然吃得满足。倘若赶上便宜的猫粮，它也从不抗议，用鼻子闻一闻。照吃不误，碰上最爱吃的鱼虾，黄黄几口吃光，没饱也绝不再要，什么时候都不失绅士风度。和黄黄相处时间久了，才知道动物也有感情。只是他不会说话，那是过期了。家里人去外地玩了几天，喂猫的事就请朋友帮忙。我们回来的时候，看见黄黄瞪大眼睛盯着我们看，我叫他过来，不料他扭过脸去，满脸的不高兴。那是我第一次看见猫有扁。表情，而且是真正的生气。黄黄肯定以为我们不要他了。朋友告诉我，我们走的这些天，只要他来喂食，黄黄就会带着他先跑进卧室，然后跳上床，冲着他喵喵叫，似乎在问。家里人都去哪了？这只懂事规矩又有情义的猫，这就是让天天赢得了全家的喜爱。对。欢欢啊！Hoàng Hoàng là con mèo số to khoáng đại hoàng thế. Nước hoang hoang To khoáng vàng mèo. vàng chưa? Ta khoáng mau, con mèo vàng to, dòng to không phải dòng nhỏ. Đại hoàng mau. Hoàng Hoàng là một mèo hoàng mao lớn, 7 tuổi, 4 tuổi rưỡi. Vào cuối mùa thu 4 năm trước. Vào một cái tuần mùa đông rất là lạnh giá, tôi đi qua một công trường gọi là gì nhỉ? Đây là bỏ đi, là một công Phế trường liệu nhỉ, gì nhỉ? chị nhỉ? Bỏ nghe thấy một cái tiếng kêu không có sức lực của một nghe thấy một cái tiếng kêu rất là nhỏ của một con mèo từ trong gió lớn rất là đáng thương. Tôi muốn mua cho nó một ít thức ăn, tôi muốn mua cho nó một ít lạp lạp xưởng. Cuối cùng thì xung quanh thì chẳng có cái cửa hàng nào cả. Cắn răng và kiên quyết bản thân mình cần phải hạ quyết tâm lái xe rời đi để thực hiện cái lời hứa là được để thực hiện cái lời hứa đã nói với mọi người trong gia đình.
là sẽ không mang thú nuôi về nhà, sẽ không mang thú nuôi đúng không thầy, Ừ, thú cưng, chủ vật chủ nuôi về nhà, pet ấy. sẽ không mang thú cưng về nhà. Tuy nhiên khi mà lái xe chưa được bao xa, tôi đã dừng xe lại, cuối cùng là đi đến trước chú mèo vừa gầy vừa yếu và mang nó về nhà. Sự xuất hiện của con mèo Hoàng Hoàng thì mọi người trong gia đình tôi đều phản đối ý kiến. Lý do là cái con mèo này lớn lên trông rất là khó coi. Bộ lông thì vô chuẩn là không thuần đấy nhở. Không Bộ đồng bộ lông màu, thì không cùng màu, bất thuần bất thuyết. không đồng nhất luôn. Bộ lông thì không cùng màu, vừa bẩn vừa gầy, cũng chẳng có một cái, cũng chẳng phải là loại mèo quý hiếm gì cả, cũng chẳng phải là loại mèo nổi tiếng, loại mèo quý hiếm, hoặc cũng chẳng phải là loại mèo có tên tuổi gì cả. Chỉ có con trai tôi là rất là thích thú, rất là vui mừng, và coi con mèo như là em Em trai của trai. mình. Con mèo Hoàng Hoàng thì sinh ra rất là nghèo nghèo khổ. Từ trước đến nay đều không kén ăn. Có lúc thì chúng tôi mua những cái đồ ăn, thức ăn của mèo hoặc là đồ hộp rất là đắt thì nó ăn no cả bụng. Nếu như mà là thức ăn rẻ thì nó cũng không bao giờ từ chối. Dùng mũi để ngửi và ăn như không là có ăn, không có gì xảy ra. Khi mà có những cái đồ ăn mà nó rất là thích như là cá hay là xẻ là tôm đúng không, Cá tôm thì Hoàng khô. Hoàng ăn mấy miếng là hết sạch. Mấy thỏ Chưa để no. chế bữa. Khi mà chưa no thì nó cũng không đòi hỏi thêm, lúc nào cũng không để mất đi phong độ lịch thiệp của mình, Lịch lãm, sân sư. lịch sống với mèo Hoàng Hoàng đã lâu, tôi mới biết rằng là động vật, những con vật cũng có tình cảm, chỉ là chúng không biết nói mà thôi. Có một lần đi Lần đó nghỉ Tết, nghỉ lễ. Của chị ấy là nghỉ Tết, nghỉ lễ. có lần nghỉ Tết, mọi người trong gia đình chúng tôi đi ra ngoài đi ngoại ô chơi vài ngày, việc cho mèo ăn thì đã nhờ bạn giúp đỡ. Chúng tôi khi mà chúng tôi trở về thì nhìn thấy Hoàng Hoàng đang mở to mắt nhìn chúng tôi. Tôi gọi nó lại, tuy nhiên nó lại quay mặt đi, khuôn mặt thì không vui chút nào. Cái lần đó, lần đó thì là lần đầu tiên tôi nhìn thấy biểu cảm của mèo, hơn nữa lại là một sự tức tối thật sự. Hoàng Hoàng chắc chắn là đã nghĩ chúng tôi không cần nó nữa. Người bạn kể với chúng tôi mấy ngày, những cái ngày mà chúng tôi đi á, thì khi mà cô ấy đến cho mèo ăn thì Hoàng Hoàng luôn dẫn cô ấy, đầu tiên là vào phòng ngủ, sau đó thì trèo lên giường, nhảy lên giường và cứ nhìn cô ấy kêu meo meo, như là muốn hỏi mọi người trong gia đình đi đâu rồi. Cái chú mèo hiểu chuyện và quay chỉ là rất là ngoan ngoãn và có tình cảm. Cứ như thế hàng ngày đã có được sự yêu thương của mọi người trong gia đình. Quy quy chỉ là quy luật chứ đúng không ạ? Quy Nhiều tắc, quy quy chỉ là chỉ là quy quy tắc hoặc là không, quy chỉ là tính từ đấy chứ, quy chỉ là đây dùng là có tính quy từ. tắc đấy ạ.
là bạn ấy rất là biết xuất ngoan sắc ngoãn, kiểu vậy. Cái này là quy chủ, quy chủ ngoan ngoãn. Còn quy chủ thanh bốn mới là quy tắc. Ví dụ quy chủ, chủ thì là thanh bốn là quy tắc, còn đây nó là tính từ. Quy tắc là danh từ. Chỗ này phải là tính từ chứ. Quy chủ thứ ba, Vâng. quy chủ tức là quy củ phép tắc, Ngoan thầy ạ, chỗ này dịch là rất là ngoan quy ngoãn. củ đấy ạ. Điển nó có ngoan ngoãn thôi, có ngoan ngoãn đấy. Quy chủ rấn tức là người Cái này ngay nó ngắn là tính thà, tính người biết từ phép thầy tắc. ạ. Khi nào là dịch tính từ, khi nào là dịch danh từ, hoặc là nó có nghĩa đi theo đấy. Âm Hán Việt của nó là quy củ. Quy củ cũng được, rất là một con mèo hiểu chuyện, có quy củ. Rồi, tiếp ạ. À, san sứ san, sự đến chén tại cơ châu mùa phát sinh là sự mất sự. Một tuần vào một tuần 4 năm trước thì đã xảy ra chuyện gì? B. Ủa chạy phây công ty pha à, ủa chạy phây công ty phai chen là khoáng khoáng. À, tôi đã tìm thấy phát hiện ra hoàng hoàng ở một cái công trường bỏ hoang. Đi san toàn khoa xẻn xử lý. Sĩ thiên à, khoan thiên sĩ tỷ ý sư sự cái cụm từ gạch chân trong đoạn 3 khoa khoan thiên sĩ tỷ nghĩa của cụm từ gạch chân khoan thiên sĩ tỷ trong đoạn 3 là phơi trắng khoai lừa Đấy. khoáng khoáng chư tung sĩ hoàng hoàng ăn đồ ăn đi cày sớm mờ chiêu chư sớm mờ đưa gì thì ăn đấy quên sớm mờ xưa tung u nhớ yếu cản chính. Tại sao nói động vật thì có tình cảm? Mèo khoái nên à? Khoái nên của mân chuyến cha rấn. Con mèo thì nhớ mọi người trong Tiền gia đình. liền, tiền liền chứ. Ten nên. Ten nên. Con mèo thì nhớ mọi người trong gia đình. Tiền liền, Tiền liền. Tiền đó. tiền liền nhớ. Su xỉa, chứ có su xỉa với cho nán à, để mình cho áo chuẩn vây là mấy. Thầy Nhật đọc được bài này không ạ? Thầy Nhật này ngồi cày bài này kỹ lắm ấy. Nhưng mà có vẻ thầy Nhật đang bận rồi. Thế bạn Mỹ Châu đâu? Mỹ Châu đọc bài này thế nào? Em chuẩn bị không kịp thầy. Thế chuẩn bị mai bài rồi à? Sau chuẩn bị hết nhá, đọc lướt lướt thôi, không cần đọc kỹ có đâu. Em đọc Thế bài này xong là Hằng nói nhá. ok, thế thế chị Của Tú đánh khẩu phan in khấn sự sô toàn sô sô trường ý phan toàn quấn khi mà Bu yao bu yao Fanny chưa hỏi lận rắn câu sấy gỉ xua toàn chiêu xua chu nửa mồm nhìn vẫn tự tá khởi sự sầu chen vẫn giao tổng ok. suy hiểu mình khái Ờ, lại tú đón ý khẩu ý muối giang của tờ anh chen tú rắn câu Fanny đón khẩu liên hoa sư phụ phan nghi à liên hoa sư phụ phan nghi bị cho sinh phụ rồi hảo vẫn để chen tú được ba. thì ý y chiều y lính nén Cân khóa bảy công chư sân tại su tại Jiang Su sống Jin Tan Shi tha xiao shi hou gia zhong ri zi guo de Jinping, Phu Jin tại Trần Sang khai là cơ xiao đèn, y gia rấn guo zhe ban ji ban pao de sheng huo. Hóa lúa công sang chu trung sứ, tuy su xuế chẳng sân là nung hậu de xin chuy, tha de lão sư Wang Wei Ke, yếu chí xin sẵn chứ gờ chung minh, chi linh de sao nén. Chẳng chẳng tan tố phú tạo tha, kể tha chu xia nán thí chuộc. Giờ sử sao nén khóa lúa công sâu y phế chẹn. Khóa lúa công nên quán chu chung, chia lì mấy chén chạy cùng tha sang xuế. Tha chứ hảo tao phụ chinh đờ xảo, xảo tiên băng mắng. Cở, chơ vây xỉ ai su xuế đờ nén chinh rấn, suy rán, rấn sầu chạy
quầy thái chén, xin lý xiang zhe, xin lý xiang zhe de, chuyện sự, chuyện hài sự su xuế. Wang Wei Ke lão sư chia gửi ta san bản su xuế su, y bản, đa đại su, y bản, chia xí, chia xí chỉ hợp, y bản,微积分，华罗庚跟着，这几，啊，那个熊一面啊，那边，那个哪个熊一面打开，咱家哥哥，华罗庚跟着这几位不会说话的老师步入了高等数学的大门。华罗庚，18岁那年，在王维克老师的帮助下，到清潭中学找了个工作，会计监管学校事务。他曾回忆当时艰难的生活，除了学校里繁重的事务外，早晚还要帮助父亲料理小店，每天晚上大约8点钟才能回家。清理好小店的账目之后，才能钻研数学，常常到深夜。不久，华罗庚不幸染病，卧床半年，病慢慢才好。可是他的左脚右腕距变形，落下了终身残疾。华罗庚在贫病之中，仍然刻苦自学，不但读了许多书，还勤于独立思考，敢于向权威挑战。19岁那年，他发现一位大学教授的论文写错了，便把自己的看法写成一篇文章，发表在上海的科学杂志上。随后，华罗庚又连续发表了几张数学论文，著名《金坛人》。这位数学论坛上的新人引起了著名学府清华大学数学系主任熊京来教授的注意。当他打听到这个学校奇才原来是个只读过初中的小青年时，深为尊敬，便写信邀请华罗庚来清华大学数学系当管理员。到清华后，华罗庚进步更快了。他自学了英语、德语。24岁时，已经用英文撰写数学论文。29岁时，他的论文已引起国外数学界的注意。28岁时，他当上了西南联大大教授。后来，他又被熊英来教授推荐到英国剑桥大学去深造。华罗庚成功了，国外数学界这样评价他。华罗庚教授的研究和著作范围之广，使他当之无愧成为世界上名列前茅，钱毛茅台酒啊。名列前茅的数学家之一。华罗庚一生刻苦钻研，在给人们留下了大量的研究著作的同时，也留下了他自学成才的足迹。好。完了，完了，莲花师傅，请你当范例。师傅，我应该撤了。
là mấy hiểu không à, xe khẩn máng à, chú trai à, chú trai từ từ sĩ Không chen đi, sĩ mấy giờ à. lên khoa sư phụ, mấy giờ lên khoa sư phụ đâu, quý in Ừ. ví dụ cái của cái đại sẽ tao fan đi Học. năm 1910 khóa lúa công thì cứ để nguyên ông ấy thôi thầy nhở. À, ông này là Ông người là Hoa La Canh, Hoa La Canh à? ừ. Hoa La Ông Canh này thôi. nhà lý thuyết số Trung Quốc. Ừ. Cứ để ông khóa lúa công đi cho nó dễ thì Rồi học. nghe nó người Trung Quốc hơn. Ừ. Của bạn thêm tụng cho hỏi lại mấy vấn tí. Năm 1910 ông khóa lúa công sinh ra ở thành phố là thành phố Kim Đàn, tỉnh Giang Tô. Khi còn nhỏ thì những cuộc sống gia đình trải qua những ngày rất là nghèo khó. Bố thì làm việc ở một cửa hàng nhỏ. À, bố thì mở một cửa hàng nhỏ ở huyện. Gia đình thì trải qua những ngày gia đình trải qua cuộc sống ngày no ngày đói. Hóa lúa công khi mà hóa lúa công học trung học thì ông ấy đã rất là hứng thú với toán học. Thầy giáo của ông ấy là Vương gì đây? Vương Vi Khắc à? Thầy giáo của ông ấy là Vương Vi Khắc à. Thực sự là rất là thích cái cậu thanh niên vừa thông minh lanh lợi này, vừa thông minh vừa lanh lợi này, thường xuyên phụ đạo cho cậu ấy và đưa cho cậu học trò những bài tập khó để làm. Điều này khiến cho cậu thanh niên khóa lúa công được cái gì nhỉ, nó gọi là được hưởng lợi ấy, thì Được lợi được rất là nhiều. được hưởng lợi rất là nhiều, được hưởng lợi rất là nhiều. Khóa lúa công học xong trung học, gia đình thì không có tiền để cung cấp cho anh ấy học tiếp. Anh ấy đành phải đến cửa hàng của bố để giúp đỡ. Tuy nhiên thì một cái thanh niên rất là yêu thích môn toán học, mặc dù là đứng trước quầy đứng trước quầy à, đứng kiểu như là đứng trước quầy ở trong trong cửa hàng ấy, thì Ừ. mặc dù ở trong cửa hàng đúng không, nhưng mà trong lòng ông ấy thì luôn luôn nghĩ đến toán học. Trong lòng ông ấy thì chỉ nghĩ đến toán học. Thầy giáo Vương Vi Khắc đã cho ông ấy mượn 3 quyển sách toán học. Một quyển là đại số, một quyển là đại số, một quyển là cái gì đây, Giải hình thích học tắt giải tích, một quyển là vi phân và tích phân. Hóa lúa công thì control hóa lúa công đã cùng với thầy giáo, cái người thầy giáo rất là ít nói của mình, bước vào. bước vào cánh cửa của Trường cao tầng, cao đẳng toán bước vào cánh cửa của môn toán học cao cấp. cao cấp. Cao tầng ở đây là cao cấp ấy thầy ạ, Cao cấp toán đúng học rồi, cao cấp. cao chí. Cao tầng. Vâng, đây là môn toán học cao cấp. Năm 18 tuổi khóa lúa công dưới sự giúp đỡ của thầy giáo Vương Duy Khắc đã đến Kim Đàn tìm một công việc, đó là làm kế toán kiêm quản lý trường học. Ông ấy từng nhớ lại cái thời điểm đó, cuộc sống rất là khó khăn. Ngoài làm việc những công việc nặng ở trong trường, thì từ sáng tới tối vẫn cần phải giúp đỡ bố mẹ với nhờ xử lý những cái việc ở giúp đỡ bố mẹ làm việc ở cửa hàng nhỏ. Mỗi ngày buổi tối mỗi ngày 8 giờ tối, gần 8 giờ tối, khoảng 8 giờ tối mới được trở về nhà. Sau khi
xử lý các cái hạng mà sau khi xử lý các cái việc ở trong cửa hàng thì mới chuyên tâm nghiên cứu toán học và luôn luôn học đến đêm khuya. Không lâu sau đó, khóa lúa công không may bị mắc bệnh và nằm trên giường nửa năm. Nằm trên giường nửa năm thì bệnh mới dần dần mới khỏi. Tuy nhiên thì chân trái của ông ấy lại bị biến dạng. Chân trái của ông ấy lại bị cong. Lùa xẻ tờ trung sân. Cái phần dưới thì bị tàn tật à thầy? Đúng rồi, bị tàn tật Thân đấy. dưới người bằng cái nửa thân dưới thì bị tàn tật. Rồi, trong tình cảnh khóa lúa công, trong tình cảnh bệnh tật và nghèo nàn thì vẫn học tập chăm chỉ. Tuy nhiên, không những đọc rất là nhiều sách mà còn siêng năng, suy nghĩ một cách độc lập, dám dám đối đầu với uy quyền, dám đối đầu với những người có uy quyền. Năm 19 tuổi, ông ấy phát hiện ra một cái bài luận văn của một giáo sư đại học viết sai và đã lấy cái và đã viết cái quan điểm của mình thành một bài văn được đăng trên tạp chí khoa học của Thượng Hải. Sau đó thì khóa lúa công liên tục đăng lên liên tục được đăng một vài luận văn toán học và là người nổi tiếng ở Kim Xin dẫn. Cái nhân vật mới ở trên diễn đàn toán học đã thu hút được sự chú ý của giáo sư Hùng Thanh Lai là chủ nhiệm khoa toán học trường Đại học Thanh Hoa, trường Đại học nổi tiếng Thanh Hoa. Khi mà ông ấy nghe tin về cái người thanh niên tài năng toán học này, vốn dĩ lại là một người chỉ học hết là một thanh niên chỉ học hết cấp 2, thì ông ấy rất là bất ngờ, liền viết thư mời khóa lô công đến khoa đến làm nhân viên quản lý ở khoa toán học trường Đại học Thanh Hoa. Sau khi đến trường Đại học Thanh Hoa, khóa lô công tiến bộ càng ngày càng nhanh. Ông ấy tự học tiếng Anh, tiếng Đức. Năm 24 tuổi đã có thể viết luận văn toán học bằng tiếng Anh. Năm 25 tuổi, luận văn của ông ấy đã thu hút sự chú ý của giới toán học nước ngoài. Năm 28 tuổi, ông ấy đã trở thành giáo sư của trường Đại học Tổng hợp Tây Nam. Sau này, ông ấy đã được giáo sư Hùng Thanh Lai cử đến trường Đại học Cambridge để nghiên cứu chuyên sâu. Sự thành công của khóa lúa công đã thành công rồi, và khóa lúa công đã trở thành người thành công. Giới toán học nước ngoài đã đánh giá về ông ấy như sau. Những cái sự nghiên những công trình nghiên cứu và những cái tác phẩm của giáo sư khóa lúa công thì rất là rộng lớn. Sử tha tăng ú trong quấy sư chi ở miếng liệt chư trí, và đã khiến ông ấy trở thành một trong những nhà toán học sư chi sang lìa nổi tiếng à thầy, nổi miếng tiếng lìa chén máu, nổi tiếng thứ nổi nhất tiếng trên trong toàn thế cái giới à? danh sách
Miếng lịa tức là danh sách, miếng lịa chén máu tức là đứng đứng đầu trong danh sách trên thế giới, một trong những nhà À, toán học nổi là một trong những nhà toán học nổi tiếng trong danh sách. À, đứng nói đầu chung thế là giới. một trong những nhà toán học nổi tiếng trên thế giới. À, khóa lúa công, cả một cuộc đời nghiên cứu chăm chỉ, đã để lại những cái tác phẩm, những cái công trình nghiên cứu, đã để lại nhiều công trình nghiên cứu lớn cho mọi người, cũng cũng để lại cái, đây là Dấu chân, cái dấu chân, à dấu dấu chân chân, tự học thành công của ông ấy, đúng cũng rồi, để lại cái không, dịch dấu chân thì nó không hay, nhưng cũng mà để lại người ta cái nói là dấu dấu ấn, chân ở thì dấu ấn được, người ta cứ nói là dấu chân nhưng mình nói là dấu chân chứ. ấn cái sự, cái việc mà tự học để thành công, tự học để dẫn đến thành công của ông ấy. Dấu ấn thì nghe hay hơn thầy ạ. Không phải có lúc người ta ý người ta Còn muốn đây là nói hiểu như lầm thế, là dấu chân mà. cái ý người ta muốn nói như thế mà mình thay đổi đi đôi lúc nó mất đi cái tình cảm, cái ý của cái câu văn ấy, Dấu chân á. À? người ta ý người ta nói là dấu Đã chân mà để lại dấu chân chứ nếu mà cần nói là á. dấu vết người ta Nó đã ghi không, nó không khác như tiếng Việt là từ khấn chỉ, nếu thầy mà ạ. từ họ họ không Thầy phải ạ. tiếng Nhưng Trung mà là nó, ý là nó không khác nghĩa tiếng Việt đi. không Tự phải, nhiên lại dấu chân. người ta muốn nói là dấu chân thì mình phải nói là dấu chân chứ nếu người ta muốn nói là dấu vết người ta đã nói là khấn chỉ. Cái tiếng Trung nó sâu hơn tiếng Việt nên là mình cứ thoải mái dịch đi thì tiếng Trung nó vẫn ra tiếng Việt mà. Nhưng mà ý người ta đây nói là dấu chân mà sau này mình bỏ đi là nó thành nó không hoàn toàn trọn À, vẹn được cái nội dung người ta truyền đạt đấy. đã để lại dấu chân tự học dẫn Ừ. đến thành công của ông ấy. Đấy đúng rồi. Đôi lúc trong câu văn người ta muốn nói như thế thì mình không thể thay đổi đi được. Có một số cái người ta muốn nói thế mà mình không có cách nào để diễn đạt được thì mình mới nói vòng vo như thế kia. Bài này hay nhiều chứ. Các bạn nào tóm tắt rồi nhỉ? Mà có thể xua chu mà nó xua toàn là thế này đúng nào. Không có thì cứ thế nói thôi thầy. Khó lỗ cân sư nả nén chu sân tham vấn là tha thơ chuan chê sư sở mơ sư sụ xuế thế ba tung vô nủ lý thầy chinh xuế tạo được sở mơ ta chử xuế nơi cơ chu chung. Sứ ba xuôi tha tớ là bình suy ý bây chán trí ta chán trí chư khẩu khái chinh phần tờ nủ lì tờ xuế hảo su xuế rán khâu yếu khẩn tua su xuế cha khan trung tha chỉnh tha lái cung chùa tha trai chinh khóa ta xuế cung chùa rán khâu bèn chẳng là ý cơ khấn nhiều miếng tờ su xuế cha trai chuyển suy xỉa sấy tâu chư tạo tha. Ví dụ như thế, ta nói một đoạn vò vò rồi chung chung như thế thôi là được rồi. Về đây họ yêu cầu ta Cái viết này bao viết nhiêu thành một đoạn ngắn 400 từ. Cái bài xế này mà sự đi với thi sự hát cho bãi các cháu sự bãi sủa dầu là bình thường, không khó thế ạ. đúng Cái này mà là bình thường bởi vì là cái bài viết thì thường nó cũng dễ thôi. Kể cả cái nội dung ở trong này từ mới nó cũng có ít miễn ra là lắm. mình viết Những cái bài đúng đọc chữ thì là sẽ được, khó hơn. mình không đừng cố gắng viết hay, Vâng. mình viết đúng là Nhưng được. mà bài bài viết mà dựa vào cái này viết thì dễ. Không khó. Đâu rồi ạ? À? Thấy đâu rồi? Thầy Nhật viết rồi đấy ạ. Thầy ạ. Thầy Nhật biết chưa? Có gửi lên nhóm không? Thầy Nhật bài viết nào? Thầy viết sao? Đâu Em thấy là thầy Nhật bài nào thầy cũng viết đấy. viết thì thầy phải chụp ảnh chứ không trọng chứng hơn trọng cung như Thầy thế, có ở đây và thầy đọc ạ. công an nó gọi là trọng chứng hơn trọng cung, như bây giờ cái trọng cung không trọng chứng thì có chứng cứ chứ gì. Mà Thầy ơi, thầy ơi, mình phải ra trước có việc. Lớp mình có thể học tiếp hoặc là hay là buổi sau học cũng được để học bài mới cho một thể thầy. Các bạn xem ạ. cứ học đi. Để buổi sau học.
Học mà bài mới cũng được ạ, không thì mình xin phép ra trước nhá. Ok. Thôi để hai bạn Vâng. học. Cả nhân đó. Học, với vấn tí. Chỉnh xuống xem mẹ từ chuyển sang. Trung chảo chu tá án. Rú quả tơ bú sư nhỉ cho tá án. Chỉnh chạy khấn xe sang. Trung bù xua mình. Quay là chảo công chua. Hàng nào, đọc cũng thầy với cái này nào, không làm phần này thế nào. Chưa chưa cơ bảo. Ồ, quay là cháu công chúa. Nên em làm là em mới rút của xong suy Ừ. hình xin chào của Chứ sư chung thì cho答案是xuân什么？嗯，为什么你学à.汉语？就是为了找工作吗？还是什么？你先读吧。对，你为是了对找的吗？工作，大学的专业的是中文，为了在中国旅行。我有中国朋友，对汉语感兴趣，为了显得很酷。嗯，很酷，对吧？你的答案是什我觉么？得，嗯，认为。除了大学的专业是中文，剩下来5个都是，嗯，五个都是是。为了找工作。嗯，对。还有，我也喜欢去台湾旅行。嗯。我也有台湾朋友，我对嗯。汉语也很喜欢，也很感兴趣。我觉得跟在别人面前讲中文也很酷。也很酷，对，好。想一想，三类词语之间有什么联系？啊，你叫呢？哪个字你叫它呢？只要读就好了，不要翻译，很容易啊。原文，嗯。原文，原来，原信，原以太地黑岛，原地地呀，温，Nguyên 地，địa，有故。温地，原因，原有，原啊，现在来加工，原价，原价的问答了，原呢，讲这内，后面来讲这回同来，原原版，版。原版，嗯，温版，原版，原始，原石，原型，原状。像矿，原状，园艺，学员，服务员，售货员，演员，人员，职员。运动员，店员，班员，员工，船员这样，船员，船员，M 呀，动力，精力，能力，压力，财力，这就是我们的脑力呀，这个脑力，脑力，体力，听力，努力。在酒内英文台，你尽听没？力，尽力。尽力、体力、出力、用力、力气、力量，喝酒，煮酒，酒，跟来来消化没？悠久，悠又久，酒，老的。不久，长久，多久，好久。给你来续，看不看？续，水酒。许久，嗯，这漏永久，红酒。酒缘，久别，数久天长。啊，我们听这个吧。嗯。第五课，学一门外语需要理由吗？课文，学一门外语需要理由吗？
我想学一门外语，迫不及待地想不再依靠翻译，独自阅读原文，哪怕是借助字典勉强查阅呢。我很快找到了一家语言学习机构，它在离我家不远的一栋办公楼上。这天，我兴致勃勃地专程前去咨询。进了门，一位很有修养的女士迎上来。我以为交了学费就能开始快乐而美好的学习了，不料首先面对的是她接连不断的发问：“为什么要学外语？最近有出国计划吗？职业是什么？这很重要吗？”说实在的，她的问题涉及了我的隐私，我很反感，话也变得火药味十足。她极力忍耐着。是这样，我必须了解学员，为学员着想，帮他策划学习方案，以达成他的目标。我努力使自己的口气缓和下来。我没什么具体目标，就是找一个班插班听课，随意学学而已。可是我们的班都是根据学员的具体情况设置的。如果您没有具体目标，是学不好一种语言的。没有目标就缺乏动力，这道理我固然懂，可是我的确说不出他所说的目标。我说，我回去想想。您等一下，他迅速出门，瞬间换来了一位男士。您学这门语言是为了？他态度和蔼，真诚恳切，我被打动了，跟他滔滔不绝起来。我喜欢这个国家的文化，学习语言无非是为了看原文电影、读文学作品。明白了，不想通过翻译直接进入原文的世界。对，我欢天喜地，终于碰上了知音。我碰到过您这样的客户，可是光凭兴趣恐怕难以持久。我顿时崩溃了，怎么说着说着又绕回来了？我果断地站起来，斩钉截铁地表明要走。回家后，我不死心，开始在网上找在线学习。后来发现有一家还真不错，从基础教起。每个句子的语法都详细讲解，不留死角，和我的思维很搭。更重要的是，心里舒服。没有人硬逼着我执行学习计划，也没人问我为啥要学它，以及我的单位、身份，包括薪水。我就是个语言学习者，你管我这些干嘛？我的学习方式绝对对学习效果有利。当然，弊端也不少。有利的方面，如上所说；弊端在于高兴了拼命学一阵子，不高兴了就搁在一边儿，有时还前后颠倒，因为后面那课的话题太诱惑我了。但是利弊权衡，利还是大于弊，因为我总能在忘我的快乐中津津有味地享受学习。嗯，好的。暖来了啊，那这叫米粥了。先呀，读一段，就到顿段顿段摸它，每一段。呀，等等，好。我想学一门外语，迫不及待的想不再，想不再依靠翻译，读书阅读原文，哪怕是借助词典。面前查阅，我很快找到了一家语言学习机构，它在离我家不远的一栋办公楼上。这天，我兴致勃勃地专程前去
chưa chuyển. Tôi muốn học một môn ngoại ngữ, nóng lòng không muốn dựa vào bản dịch, tự mình đọc văn bản, cho dù là mượn từ điển cố gắng tra cứu đi nữa. Tôi nhanh chóng tìm thấy một cái này là chi câu này là đơn vị hả thầy, một là cái một nơi dạy. một cái một cái yến một cái cơ quan, một cái đơn vị, một cái trung tâm cũng được. Một cái trung tâm ngoại ngữ trong một tòa nhà văn phòng không xa nhà tôi. Hôm nay tôi vô cùng háo hức trước khi cái này là tư vấn hả thầy, chưa xuyển, Và trước chưa khi đi xin tư vấn. trước khi đi tư vấn. Trước khi đi tư vấn. Xin làm ảnh ý quay hẳn dầu siêu dẫn từ nữ sư diễn sang lại. Và ý quay cho là chuyện phê chiêu nâng khai sử khoai lơ ở mỹ hảo tờ chuyện xí lờ. Phủ leo sầu xin miên tư tờ sư tha chê lên bú toàn tờ pha vấn. Vê sở mơ pha vấn. Phá vân. Quên à, chị hỏi em quên. Vì sao mà giao sửa khoa dữ? Chuyên chi dầu chua của chi hoa mà? Chữ gia sức sở mơ. Bước vừa bước vào. À bước vào một nữ. Bước vào Nên cửa nữ sư mình bước vào cửa. một Một cô gái. người phụ nữ, một cô gái có trình độ cao chào đón. Tôi cứ nghĩ là đóng học phí xong thì có thể vui vẻ. Sẽ có chữ mỹ hảo trong đây nữa thầy, tốt đẹp hả? Đúng rồi, tốt đẹp, có thể học một cách nhẹ nhàng, học vui vẻ. Không ngờ điều đầu tiên phải đối mặt là cô liên tục không ngừng hỏi tại sao phải học ngoại ngữ, gần đây có kế hoạch ra ngoài nước ngoài không, nghề nghiệp là gì. Chứ Từ hổng chung nhau mà. từ mình thay mình thay nhau đọc đi, bạn Mai đọc à, bạn Hằng đọc tiếp đi, Mai lại bận rồi. Từ hình trung nhau mà. Số实在的, ta tờ vấn thí sơ chí lợ của tờ ỉn sư. Hắn phán cản. Hoa dễ biên tờ hùa yêu vây sư chú. Cái này rất là quan trọng sao? Nói thật thì cái vấn đề của cô ấy đã, đề Đã cập đến đã chạm làm đến cái uẩn đã khúc chạm của đến tôi, tim cái ẩn giấu của tôi đấy, ỉn ỉn sư, tức là cái riêng tư đấy, cái đời tư của tôi. vâng, Tôi cảm thấy rất chạm là đến phản sự riêng tư cảm. của tôi ạ. Tôi cảm thấy phản cảm. Câu nói ạ, câu nói Câu nói cũng như là tiên tờ yêu ơi sứ chú rất là bực tức ạ. rất Câu là nói bực cũng tức. biến thành rất là bực tức. Như là thuốc nổ đấy. Tha chí ly忍耐着是这样，我必须了解学员，为学员着想，帮他策划学习方案，以达成他的目标。cô ấy đã rất là nhẫn nại. Như thế này tôi buộc phải hiểu học viên, nghĩ suy nghĩ cho học viên, giúp cho học viên có cái phương pháp học tập và hoàn thành cái mục đích của họ. Chị đi đâu đọc tiếp Không, em đọc tiếp đi, em đọc một đoạn mấy đoạn nữa đi. Có nổ Tôi ly.努力使自己的口气暖缓和下来。我没什么具体目标，就是找一个半插半听课，随意学学而已。tôi nỗ lực để cho cái khẩu khí của mình dịu đi ạ. Tôi không có cái mục đích cụ thể mà tôi chỉ là tìm một cái khóa học học thêm à, để tìm một khóa học thêm Không, để nghe nghe thêm. thôi. Japan thính cửa, tức là vào 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 lớp để nghe thôi. Vâng. Suy ấy học được cái gì thì học, tùy 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 thích, Vâng. giống mấy Còn bạn đi trung sư tâm của học mình thế. còn sư của mình 的伴奏是根据学员的具体情况
是知的。如果您没有具体目标，是学不好一种语言的。Nhưng mà cái lớp học của tôi thì đều là dựa vào cái đều dựa tình vào thực những cái cụ thể học của học viên. viên để xây dựng, để thiết kế. Nếu mà họ không có cái mục đích cụ thể thì không thể nào mà học được một loại ngôn ngữ, không học tốt được một loại ngôn ngữ. Tiếp tiếp hay đọc tiếp Chi đi. xu mà. Ừ. Mấy ở mục tiêu tờ chưa phá tông đi. Chưa tạo lý của cu rán tổng. Hờ sư Của我的却tí说不chuyện出của tí我的确说不出他所说的目标。我说我回去想想。không có mục đích thì sẽ thiếu đi động lực. Cái đạo lý này thì tôi không không hiểu. tôi đương nhiên là Nhưng hiểu mà củ hiểu ạ. củ rán Tôi đương đương nhiên nhiên là là hiểu hiểu. ạ. Nhưng mà tôi thì lại nhất thời không thể nói ra được cái mục đích của tôi. Thực Tôi sự bảo là là tôi không về để nghĩ tiếp. Tôi về rồi suy nghĩ tiếp. là tiếp theo Mỹ Châu đọc tiếp nào. Khoan thầy ơi, thầy có thể nói lại cho em chữ sủa, sủa, chữ sủa trong đây nè. Tại cái tới Sủa bây giờ em sủa là vẫn đã, sủa là sủa đã, sủa đã mục tiêu. tất cả những điều đã nói. À. Sủa xua của tí chuyện sủa bù Thoảng chu tha sủa xua tờ mụ beo. Tôi thực sự là À, không thỉnh thể thoảng. nói ra được cái mục tiêu mà cô ấy đã nói. À. Là đã nói thôi, em có dịch là đã nói là được. Ừ. Sủa là Đã toàn nhiều bộ, lắm. nghĩa là ngón À, nghĩa là cái gốc của từ sủa nghĩa là toàn toàn bộ. bộ. Dạ. À, sủa dậu ha. Số hiểu đấy, mà những cái gì đã có đấy, Dạ. số hiểu tôi rấn tôi tôi hiểu là những cái người ở đây thì đều đã có rồi. Dạ, rồi, em hiểu rồi. Nín từng ý xa, tha xuyên xu chu mẫn, xuân trên hoa lại là ý quay nán sư, nín xuyên chơ mẫn, dự duyên sư quay là tha thai tu hứa ái, chân chẳng khẩn che, vừa bay tả tung lợ, cần tha thao thao bu chế chỉ lại, vừa xỉ hoan chơ cờ, chơ cờ vừa cha tờ vấn hoa, chế sĩ như yến của phê chưa quay là khan yến quẩn tiên yến tủ tủ quẩn xuyên chua phiến. Ngày ông chờ một chút, cô ấy nhanh chóng đi ra ngoài. Lập tức có một người người thế chỗ một người đàn ông thế chỗ. Ngày học ngôn ngữ này là vì thái độ anh ấy ôn hòa. Thật ân cần, tôi bị cảm động. Tôi rất thích văn hóa nước này và học ngôn ngữ, chẳng qua là để xem phim. Nếu mà xem phim là phim phim gì thầy, mà nó có chữ duyên quẩn nè. Xem phim nguyên bản tức là không có phụ đề, không có dịch đấy. Và đọc tác phẩm văn học. Minh bạch là bố chẳng thông qua phan y chữ che chinh ru duyên diễn vẫn tờ sư cha. Tôi hiểu rồi. Không muốn thông qua bản dịch mà trực tiếp bước vào thế giới văn học. Tiếp. Tuy tuy của sĩ thiên sĩ thiên thị cái gì em quên mất ở đây Sỉ thiên sĩ à, thiên. sỉ thiên à, khoan thiên sỉ tỷ vui mừng. Hoang thi hỷ địa. Em nhớ rồi. Sì thi khoan Khoan thi thiên sỉ tỷ. hỷ khoan thi sì ti trung ý phân sang lở chư in. Đúng, tôi vô cùng vui mừng cuối cùng cũng gặp được tri âm. Vợ thân tao của những chơi gian tờ khư khu khờ sư quang phiến xin truy khủng pa nán ý chư chịu của tuyên sứ bân khuê lợ Chứ chấm mơ xua trở chứ xua chiều trở chứ chứ chiều chữ chịu
啊，折九，我顿时崩溃了，怎么做？怎么说着又绕回来了？À, tôi đã gặp qua khách hàng như ngài, đã từng gặp qua khách hàng như ngài, nhưng chỉ dựa vào cảm hứng e là khó lâu dài. À, tôi suy sụp đột ngột, à, như thế nào nói một hồi lại quay về ban đầu. À, của tên tờ trang sĩ lại trạng tin chỉ thỉa tờ biểu miễn giao 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 chậu. Tôi kiên quyết đứng dậy, tỏ thái độ cương quyết phải rời đi. Có đọc tiếp không thầy? Nào, đến tuần bạn ấy đọc hàng đó. Ok. 回家后，我不死心，开始在网上找在线学习，后来发现有一家还真不错，从基础教起，每个句子的语法都详细讲解，不留死角，和我的思维很大。很大，搭配。更重要的是心里舒服，没有人硬逼着我执行学习计划，也没人问我为啥要学它。以及我的单位身份，包括薪水，我就是个语言学习者，你管我这些干嘛？về nhà thì tôi không không từ bỏ Không mà từ bắt bỏ. đầu lên mạng tìm tìm cách học tập. Về sau Online. thì phát Trai hiện xẻn学习học tập online. trao trên xuyên xuyên học tập online, về sau phát hiện một 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 cái địa điểm đấy Một nhà, tức là một một không tồi, không tồi, từ từ cơ sở dạy đi lên ạ. Mỗi một ngữ pháp, mỗi một câu ngữ pháp rất là rõ ràng, dạy rất là rõ ràng, bu liếu sứ chảo, không từ bỏ góc chết nào. Không Không giấu cái gì cả. cùng với cái đối với tôi rất là thích hợp với tôi ạ. Sư với ý nghĩa tư duy tư tưởng, Điều tư quan tưởng trọng của tôi hơn rất là phù là hợp. nó là tư tưởng rất là thoải mái. Càng quan trọng hơn là tâm lý của tôi cũng rất là thoải mái, Không có không ai có bắt ai bắt. tôi phải thực hiện các cái kế hoạch học tập. Cũng không có ai bắt tôi hỏi tôi sao lại phải học học nó. Đơn Và vị của cái tôi, thân đơn phận của vị, tôi cái đơn vị bao này, gồm thân cả phận của lương. tôi bao gồm cả tiền lương. Tôi là một người học ngoại ngữ. Học ngoại ngữ. Bạn lo lắng cho Tôi tôi cái điều đó để làm gì cơ chứ? Thì quán nữa chứ xia, tức là bạn 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 quan tâm quán đến ngoại chơi tôi xe những cái không ạ. vấn đề đó để giải quyết vấn đề gì? Quản tức là quản lý đúng không? Rồi, tiếp. Xem của mà mai rằng nhi quán Quá rồi, hiểu sao mới dùng à?我的学习方式绝对对学习效果有利，当然弊端也不少。有利的方面如上所说，弊端在于高兴了拼命学一阵子，不高兴了就搁在一边，有时还前后颠倒，因为后面那一科的话题太诱惑我了。但是，利弊权衡，利还是大于利，大于弊。因为我总能在忘我的快乐中津津有味地享受学习。有味的享受学习，津津有味的啦，安稳，津津有thích味thức chứ thầy thích ạ. thú say mê, ừ. Chin chin有味Cũng dùng津津有味được ạ.
Nó cũng đúng rồi, nó giống nhau Chi mà. tờ chinh chinh nhiều quê. Chân tật chi chi nhiều vậy. Được À, đấy. cái phương pháp học của tôi nhất định là chứ tôi đối với cái kết quả học tập có lợi. Đương nhiên là tai hại mặt hạn chế cũng không ít. Cái phương diện có lợi thì như ở trên ạ. Ừ. Cái tai hại thì lúc mà tôi thích thì tôi học một lúc, còn lúc mà tôi không thích thì tôi lại vứt nó sang một bên. Ừ. Có lúc thì tôi còn đảo lộn để học. Bởi vì Vì cái về chủ là những đề cái ở bài phía học đằng sau sau bài thì làm học. cho tôi thích thú hơn. Ừ. Hấp dẫn tôi hơn ạ. Ly bi chuyến hứng. Thì gì quen với câu ly bi chuyến hứng ạ? Lợi hại thì phải cân nhắc, nhưng mà lợi thì vẫn là nhiều hơn là hại, bởi vì tôi luôn là chủng đấng Luôn là con trai người lương quang bổng. của tờ khoai lửa chung, bởi vì tôi luôn quên đi bản thân mình ở trong đó đấy. Và say mê chìm đắm để thưởng thức về học tập. Chuyến này là cái dọc đúng không ạ? Chuyến là dọc, hứng là ngang đúng không ạ? Ly bi chuyến hứng này á. Chuyến khấn đúng rồi. Chuyến là quyền. Chuyến không phải chữ chuyến là quyền. Cái chữ chuyến ấy, cái chữ chuyến là cái quả cân, cái quyền lợi. Đúng rồi, cái chữ chuyến là chữ quyền đúng không? Chuyến khấn, chữ chuyến là trong từ quyền lực ấy, chuyến lị. Nhưng mà nó còn nghĩa là cái quả cân, là chuyến khấn, khấn tức là ngang, tức là cái thanh ngang của cái cân ấy thì gọi là cân nhắc. Cái cân nó có cái thanh để có cục nặng nó đè đúng không? Không biết chúng ta còn còn nhớ được cái cân này nữa không? Cái Các cân là đáng bằng nghe quá. cái cân sắt vụn đấy. Đấy. Dạ. Đó. Ngày xưa thầy đi nhặt sắt vụn nên thầy biết cái đấy nhiều lắm. Em sẵn vụ luôn À. Thế chính là duy trì nghề nhặt sắt vụn là khéo giàu lâu rồi, đi dạy tiếng Trung thì mãi chả giàu được. Ok. Thế thôi. Rồi tiếp theo. Là Trung Khứa Chu Sử nào, Mỹ Châu nào, đọc tiếp phần này. Ai? Ở ý chủ sử dùng dài chẳng su chống su chi chẳng su chi tờ mô quê và dò Quẩy, bà mua sử quẩy, mua quẩy. ăn vậy lại bỏ dấu sai mô vậy và dò bà sự chính quảng xéo lì chinh lý xua tờ y quê. Thầy giải thích giùm em cái câu này nào. Đuôi câu trần Quảng xéo lì à, đó, xéo lì hàng 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 dịch cho bạn xéo lì thử. chinh lì. Ủa em biết Anh gì dịch đâu thầy, đây, cái đoạn này em cũng không hiểu lắm. Là xéo lì đâu quảng cái gì xéo lì ăn đưa cái sự tình tiết ạ, về nhỏ nhất ạ, và sư chính đưa cái quảng tình xéo lì tiết đúng rồi, làm cho sự việc trở nên nhỏ đi, chinh à, lì chinh lì xua xua nhẹ tờ y hơn quẩy đấy, làm việc nhỏ đi này, nhẹ đi này. Đấy. Có à. ý là làm cho cái sự việc này trở nên nhỏ và nhẹ đi thế thôi. Dạ, Từng đặt ở ở cuối ý. trần thuật. Ừ. Dạ, à, là trợ từ thường dùng cuối câu trần thuật, có ý là làm cho sự việc nhỏ nhỏ đi ha thầy? Sư Rồi, chỉ nhỏ đi hoàng và sẽ nhẹ lì, đi. Nhỏ và đi nhẹ và đi. nhẹ đi. Ừ. À, à, chẳng hủy vũ khoa, chữ chữ sư, chỉ tận, tận chữ thay hứa sử dụng, dễ xoa hai lần, như sư là đi vũ. Thường dùng với bổ khoa chữ chữ sư chuyện à, vân vân kết hợp sử dụng à, cũng có nói ở dễ xô cũng có thể nói à, ba là chia chiêu sư là đi rủ nì tầm mơ chua tờ sĩ xin lý đâu miễn bại ta ra bổ khoa chuyện sang xô xô chuẩy sang, chuẩy sang. chuyện sang xô xô
ở ỷ. À, bạn làm cái gì trong lòng ai cũng biết, mọi người chẳng qua không nói ra miệng mà thôi. Câu này giống chửi không? À, ta đã cùng chua sư chỉnh trả chuyện xẻo chua chỉnh chỉnh sư tha đã dê dê dữ ai hao ở ỷ. Chín chỉn nhá, không À, phải chín chỉn đâu, chín chỉn. chỉnh chỉnh dạ chỉnh chỉnh mấy cái hai dấu này hai chữ liên tục thì em hay đọc nhầm á. Chỉnh chỉnh. À, công việc của anh ấy là cảnh sát. À, viết tiểu thuyết chỉ là tại sao đã là ai hao là sở thích mà còn nghiệp dư nữa thầy? Đúng rồi, viết tiểu thuyết chỉ là cái sở thích nghiệp dư của anh ấy thôi, tức là sở thích phụ của anh ấy thôi mà thôi. Dê ý ai khao, tức là cái sở thích đi kèm thôi, chứ còn có sở thích chính như nghề nghề khác. À, tại vì em cứ nghĩ dê dê dữ là cái nghề nghiệp á, là nghề nghiệp phụ. Đúng rồi, thì À là vậy cảnh đúng sát rồi. mà. À, nghề nghiệp À, chính là cảnh sát, nghề phụ là viết tiểu thuyết. đúng rồi, À, đúng rồi, em rõ hiểu rồi. rồi. Nhì nhì mấy sờ mơ và mấy sờ mơ truy thị mục tiêu chiêu sư của ý cơ Chào ý của ý cơ. cơ ban chiêu sư chào ý cơ chào ý cơ ban ba chả ban Chà. thiên khơ Chà ban cha thiên ban cửa. thiên khơ suy y suy suy ở ý. À, tôi không có mục tiêu cụ thể chỉ là tìm một lớp học học theo ý Ờ, mình mà thôi. đúng rồi, học thầy mình mà thôi. Mấy bạn ở À, mấy trung tâm câu này mà. em biết làm không biết cái đổi cái chữ dùng y ở đợi để đổi cái câu á hàng Hỏi làm giùm gì? chị Hỏi gì cái xỉa chi chữ? À, hăng đọc đi ở xem ý nào. không biết đổi như thế nào à, do không nắm được ngữ pháp. Đọc đi em. Hắn Em ơi. ui Thằng kia đang bên ui chết đó. em không bật Ờ. tha xin trông tự cha sang mấy sứ tại ta tua su rấn yến lý sư tại ta trông bú của tờ sứ phỉnh lợ ớ ý ạ xin lợ thay bằng chữ ớ ý. Đúng rồi. Ừ. Em dịch nào. À, sấy tâu bu sảng chua phan à dịch à tha xin trông à trong cái tim anh ấy thì cái đồ đồ ăn của quê hương anh ấy Các cái đặc sản nổi tiếng của trong quê mắt hương anh của ấy. mọi người đa số mắt mọi người trong đại đa số mắt mọi người À, sư thì trai là tăng cho đại chúng ạ. Đại chúng thì chỉ là một cái đồ ăn mà thôi, đồ ăn mà thôi, đúng không? chẳng qua chỉ Làm là đồ ăn mà thôi ạ. chẳng qua chỉ làm cái đồ ăn của Đối với mọi anh người ấy thì vậy là mỹ thôi, sứ, còn đối với người ta thì chỉ là cái đồ ăn. đúng rồi. Đặc sản mấy xứ thì là đặc sản mỹ thực mà, đặc sản quê hương trong lòng của anh ấy. Đấy. Đối với đại đa số mọi người nó chỉ là cái đồ ăn mà thôi. Và tiếp. Sấy đâu bu sảng chua phan à, tao ngoài miền chư chư bả à, bu chơ sư tua khoa tiền chiến ớ ỉ thay chữ ma thành chữ ớ ỉ. À, Ừ. ai cũng không muốn làm cơm thì đi ra ngoài ăn đi chỉ là tiêu thêm một ít tiền mà thôi. À, san của chính chính sư chỉ cái lý gì lây sư tờ chính khoảng hãy yếu hẳn tua của chính chính tôi à của chính chính sư chỉ có lý gì ở ý thêm chữ ở ý Ừ. tôi chỉ là đưa thêm một cái phương pháp mà thôi lây sư tình trạng hãy sư hẳn tua lây sư Lây sư là là như vậy, gì ạ? lây sư là như vậy, giống như Ờ vậy. lây Lây sư sư thì chính cái khoảng tình hãy trạng như hiểu vậy hẳn vẫn còn rất nhiều. thua. Cái tình huống như vậy còn có rất là nhiều. Ừ. Ừ, chỉ sư chỉ cái lý sư á ỷ, lây sư chính khoảng hãy hiểu hẳn thua. Ừ, hả lợ, nơi cơ cụ rán, nơi cụ rán xa chế cơ mà chi chi chế bà. Hả mà, chúng ta tao sử chế sụ bà. Giáo sư sinh viên mới ở sang ban.今天不要上班，今天不但请茶，phải đang nghỉ tại đây nhá, buổi sau Nhưng ta mà nhớ chả xa hơn. cái phần bài tiếp theo để chúng ta học cho nó hiệu quả hơn ạ. À, họ để mình chơi chèn. Ta là suy ra chứ. À, chơi chèn.